Thời gian qua, đông đảo người dân trên cả nước đã chung tay quyên góp chuyển tiền để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão gia ghi. Đáng buồn là cũng có một số người đã phong bạc bằng cách chỉnh sửa biên lai chuyển tiền, từ số tiền nhỏ lên thành vài chục triệu đồng, hàng trăm triệu đồng, thậm chí là cả tỷ đồng. Mới đây bộ công an cho biết sẽ tiếp nhận giải quyết khi mà có cá nhân tổ chức gửi tin báo tố giác tội phạm liên quan đến hành vi này. Theo Bộ Công an, các tổ chức cá nhân đứng ra tổ chức hoạt động từ thiện và tham gia đóng góp thiện nguyện đều phải tuân thủ pháp luật và đạo đức xã hội. Trường hợp chỉnh sửa quá đơn tiền ủng hộ đăng lên mạng để đánh bóng tên tuổi cá nhân, không làm tổn hại ai thì không bị xử phạt. Tuy nhiên, sẽ bị xã hội lên án, bản thân người này sẽ chịu sự phán xét của xã hội. Nếu nhận chuyển tiền từ thiện hộ người khác mà chỉnh sửa biên lai chuyển tiền với mục đích chiếm đoạt tài sản, cá nhân thực hiện hành vi này có thể bị xử phạt hành chính từ 3 đến 5 triệu đồng hoặc bị xử lý hình sự tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với mức hình phạt cao nhất là 20 năm tù giam. Còn trong trường hợp người nào đó thực hiện yêu cầu của người khác chuyển tiền để thực hiện cứu trợ mà giả mạo quá đơn, ví dụ chuyển khoảng 50 triệu đồng nhưng thực tế chỉ chuyển có 50.000 đồng để trục lợi tiền của người khác thì đó là hành vi tham ô. Theo đó mức án tù có thể từ 2 năm tới 7 năm khi chiếm đoạt từ 2 triệu đến 100 triệu đồng. Hình phạt cao nhất là tử hình tùy theo số tiền chiếm đoạt.